chào các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Mình đang ở đường nối Vị Thanh về Cần Thơ. Ở đây thì có một số cánh đồng thu hoạch lúa muộn. Hiện giờ thì ở miền Tây thì nước lũ rồi. Phía bên Tây những cánh đồng đã người ta thu hoạch rồi, nước đã ngập ruộng rồi. Còn những bên đây, hôm nay mình chia sẻ một số hình ảnh về cánh đồng lúa máy cắt nha. Tuy ruộng nước ngập rất nhiều nhưng mà máy cắt vẫn chạy. Cắt rất là máy rất là khỏe và nhanh.